Chào mừng các bạn đến với kênh Thiên Nhiên Rin. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn về loài cây thủy lạp. Do có nhiều bạn gửi hình ảnh cho mình và nhờ mình xác định danh tính của loài cây này, cho nên hôm nay mình xin giới thiệu lên để chúng ta cùng tham khảo. Cây này nó là một loài cây thủy lạp có nguồn gốc từ Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam. Nó cũng được nhập tịch ở một số nơi như quần đảo Andaman, đảo Norfolk, Costa Rica, Honduras, Panama và phần lớn là ở miền Đông và Nam Hoa Kỳ. Trong chi này cũng có rất nhiều loài, đại khái là trong một bài công bố ở Đài Loan thì người ta cũng đã đưa ra một lúc cả 5 loài cây thủy lạp. Ở nước ta, nhân dân thường gọi là cây thủy lạp, cây râm tàu, cây lạch Trung Quốc. Đôi khi dân địa phương còn gọi nó là cây lá vàng, vì trong nhóm cây này có một loài lá nó luôn có màu vàng. Cây thủy lạp có tên thực vật là Ligatrum sinalua. Nó thuộc họ Euro. Ngày nay nó phân bố hầu như khắp cả nước ta, do người dân mua về trồng làm hoa cảnh. Ban đầu cây thủy lạp được sử dụng ở Trung Quốc chủ yếu là dưới dạng thuốc bổ và áp dụng cho các cái tình trạng khác, như dùng nó điều trị chứng lão quá sớm và chứng ù tai, viêm tai. Vì sao? Trong quá trình sử dụng thì người ta phát triển nó lên thành thuốc chữa nhiều loại bệnh khác nhau, bao gồm là lá nó người ta dùng trị bệnh viêm gan hoàng đản cấp tính, bệnh lỵ, ho do phổi nóng, đòn ngã tổn thương, nhiễm trùng. Người ta dùng lá đắp bỏng lửa và dùng vỏ cây bó gãy xương. Lá cũng được dùng trị vết thương nhiễm trùng, bỏng lửa, mụn nhọt. Theo đông y, cây thủy lạp được xem là có vị đắng, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, kiềm chế vi khuẩn, tiêu thủng giảm đau và trừ mẩu. Nó được sử dụng trong các bài thuốc thảo dược của Trung Quốc vì nó có tác động tích cực đến hệ thống miễn dịch và hỗ trợ chống lại nhiễm trùng. Các nghiên cứu trong ống nghiệm đã cho biết rằng cây thủy lạp có đặc tính có thể tăng cường hệ miễn dịch và chống lại nhiễm trùng, nhưng vẫn chưa có nghiên cứu trên người để biết thêm về kết quả lâm sàng của nó. Ngày nay, cây thủy lạp cũng được sử dụng để điều trị suy giảm thị lực, chóng mặt, sốt và mất ngủ. Tuy nhiên, có một số nghiên cứu hạn chế về việc sử dụng nó để áp dụng cho những chứng bệnh này. Các nghiên cứu trong ống nghiệm cũng cho thấy cây thủy lạp có đặc tính chống khối u, chống oxy hóa, bảo vệ gan và chống tiểu đường, nhưng vẫn chưa có đủ nghiên cứu lâm sàng thực tế để chứng minh mức hiệu quả của nó cho những khả năng chữa bệnh này ở người. Các axit linoleic hoặc ligotin là thành phần hoạt chất chính trong cây thủy lạp. Các đặc tính chống khối u của nó được cho là kết quả của việc đảo ngược sự ức chế đại thực bào, tăng tế bào thực bào và tế bào tiêu diệt hoạt hóa lymphokinin. Các glucosid trong cây này có tác dụng chống oxy hóa đối với hồng cầu và các gốc tự do liên quan. Axit linoleic đã được cho là làm tăng khả năng tái tạo glutathione của cơ thể, dẫn đến có khả năng bảo vệ gan. Mặc dù chưa có báo cáo về độc tính đối với loại cây này, nhưng trong nhóm cây thủy lạp có ít nhất là một thành viên của cái chi này được ghi nhận là có độc tố nhẹ, và rất có thể các cái thành viên khác của chi này cũng chứa độc tố, cho nên chúng ta hãy cẩn thận khi sử dụng cây này để chữa bệnh. Tuy nhiên, có một thông tin rất phổ biến và quan trọng là cây thủy lạp có độc với ngựa, cho nên những người nuôi ngựa cần phải nhận biết và tránh xa cái loại cây này. Cây thủy lạp có chứa glycoside độc hại gây kích ứng hệ tiêu hóa, lá và trái cây của nó là chất độc hại có thể gây tử vong cho những con ngựa. Về liều lượng sử dụng thì chưa có một tài liệu hướng dẫn cụ thể nào nói về nó, bản thân mình cũng chưa hề nghiên cứu về liều lượng của nó. Mặc dù trước đây mình đã từng trồng nó, nhưng cũng chỉ với là mục đích trồng làm hoa cảnh mà thôi. Còn về sử dụng để chữa bệnh bên ngoài thì chúng ta cứ sử dụng vô tư. Hiện nay ở nước ta, cây thủy lạp được người dân sử dụng làm thuốc chỉ ở mức độ dân gian mà thôi. Nhiều nhất là sử dụng ở bên ngoài để điều trị bỏng lửa, các vết nhiễm trùng da và dùng vỏ cây bó gãy xương.
Đôi khi người ta cũng áp dụng cho bên trong để chữa viêm gan hoàng đản cấp, lị, ho do phổi nóng, đầu ngã tổn thương và các vấn đề về xương khớp. Người dân cũng bảo nhau rằng cây thủy lạp là cây thuốc chữa bệnh về xương khớp khá tốt. Người ta cũng xem nó như là một cây thuốc quý và đem nó về trồng ở trong vườn nhà. Đến đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Rất mong các bạn ủng hộ chương trình bằng cách nhấn like và đăng ký để mình có thêm động lực làm những video hữu ích khác đến cho mọi người. Xin cảm ơn.